cái bát luôn. Đi đám tang nhưng quay dựng clip cảnh trao tiền phúng điếu khiến Duy Thường TV nhận nhiều bình luận chỉ trích của người xem. Mới đây, trên kênh TikTok của mình, Duy Thường TV chia sẻ hai đoạn clip ghi lại cảnh anh đến viếng hai thành viên đã qua đời vì tai nạn giao thông là Lê Thắng là Nam OK. Ngay lập tức nhận được sự chú ý và chia sẻ của dân mạng, trong đó có nhiều chỉ trích cho rằng Duy Thường TV làm màu và tranh thủ kiếm sự chú ý. Bởi theo các đoạn clip được chia sẻ, Duy Thường TV đến nhà hai người em thân thiết để viếng đồng thời trao một số tiền. Khi trao tiền viếng, Duy Thường mời phụ huynh của Nam OK để chia sẻ và có người đi theo quay clip. Việc trao tiền được quay lại sau đó chia sẻ trên TikTok. Hành động của Duy Thường trở thành tâm điểm tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. Có người gay gắt bình luận, giờ đám ma cũng phải có diễn viên, cả bộ phận quay, đăng à mọi người. Cầm nữ và cũng như là đặt tên của em để sau này hương nhan của em. Anh mong em nghĩ cái gì? Đây là anh ấy gửi 60 triệu là gia đình nhà mình là 30 triệu và gia đình nhà em Nam là 30 triệu. Thì đây là tôi gửi cho cô là 30 triệu. Là nhất là để đặt vào lưu trữ của đây là cho Thắng bằng hai là cái tiền này là để cô em Thắng nhá. Đây là tiền của anh Miho gửi để cho gia đình để em nha cho em hàng tuần hàng tháng. Và thứ hai là đây là của chị Hà là cũng là một người chị là cũng người hệ thống nằm trên, còn chị cũng có một chút lòng thành là từ xa gửi về để gia đình, đây là 10 triệu, chị gửi 20 triệu là một cái nhà 10 triệu, là đây là 10 triệu cũng là nhận cho chị Hà để cho cũng hương nhan cho em Hà đấy nhá. Thì Thắng ở dưới đấy thì yên nghỉ.